Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mac One, là mình đây. Nếu trong tay các bạn đang có 30 triệu đồng và chúng ta cần một thiết bị MacBook hoặc là iMac để sử dụng cho công việc hàng ngày của chúng mình thì video này sẽ là dành cho các bạn. Ok, bắt đầu thôi. Mac One số 1 về Mac. Phần đầu tiên đó chính là nếu mà chúng ta đang lựa chọn cho mình một chiếc laptop cá nhân thì một cái dòng MacBook đầu tiên mà mình muốn giới thiệu dành cho các bạn đó chính là dòng MacBook Air 2020 phiên bản là chip M1. Ở cái tầm giá loanh quanh khoảng 30 triệu này thì chúng ta sẽ có thể tham khảo được bản RAM 8GB, ổ cứng 512GB với bạn nào mà có một cái lượng công việc nó vừa phải nhưng mà chúng ta lại cần lưu trữ rất là nhiều thì cái bản 512GB này nó sẽ thoải mái hơn bản 256 rất là nhiều. Bên cạnh đó, những bạn mà không cần lưu trữ quá nhiều nhưng mà chúng ta lại ngoài công việc văn phòng ra thì chúng ta cũng có sử dụng các cái ứng dụng, những cái phần mềm, đồ họa hoặc là video khác mà chúng ta cần phải nó hoạt động chạy cùng một lúc thì mình khuyên rằng là các bạn sẽ phải chuyển sang cái bản là SSD thì vẫn chỉ là 256GB thôi nhưng mà RAM được tăng lên gấp đôi, đó chính là 16GB RAM. Thì với dung lượng RAM nhiều như vậy thì chúng ta có thể đa nhiệm hoàn toàn rất là mượt mà tất cả cái ứng dụng hay là phần mềm mà chúng ta sử dụng trong cùng một lúc. Và dòng MacBook Air này thì sẽ có một số cái điểm chung, đó chính là kích thước màn hình sẽ là 13 inch và chúng ta sẽ có 3 màu sắc để lựa chọn, đó là màu gray, gold và silver. Thì mình nghĩ rằng là cả nam nữ hay là già trẻ gái trai gì hết cũng đều sử dụng được cái dòng Air này bởi vì ba cái màu sắc của nó rất là trung tính. Ví dụ như các bạn nữ thì có thể chúng ta chọn màu gold, các bạn nam thì có thể chọn cho mình một cái màu xám nhìn nó hơi manly một chút, còn là mình là người phổ thông nên mình sẽ chọn màu bạc. Và một cái phiên bản tiếp theo đó chính là chiếc MacBook Pro 2020 chip M1, RAM 8GB và SSD là 256. Thì mình nghĩ rằng là dòng này nó sẽ đáp ứng được tốt cho tất cả những cái nhu cầu làm việc cơ bản của mọi người, từ là đơn giản cho đến nâng cao hơn một chút. Và cái dòng này thì đã được qua rất nhiều bài test rồi, chúng ta có thể render video hay là chúng ta chỉnh sửa ảnh một cách rất là mượt mà, máy chạy rất là mượt và có quạt tản nhiệt cho nên chúng ta cũng không lo về vấn đề nhiệt độ làm đâu. Còn với bạn nào mà có cái mức kinh tế nó rủng rỉnh hơn một chút, chúng ta có thể bù thêm một chút vào để sử dụng cái bản 512GB thì nó sẽ có một cái mức độ lưu trữ của chúng ta tốt hơn. Và toàn bộ sản phẩm thì mình sẽ để ở link cho các bạn có thể tham khảo nhé. Và những sản phẩm này thì đang có hàng sẵn tại cửa hàng Mac One. Và một con máy mà mình nghĩ rằng là sẽ không nằm ngoài cái tầm ngắm của những bạn mà là dân đồ họa hay là dân code cần một cái màn hình nó lớn hơn 13 inch, đó chính là 15 inch. Thì hiện tại mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc MacBook Pro có tuổi đời khoảng tầm 4 năm, đó chính là MacBook Pro 2018 phiên bản 15 inch. Máy thì sẽ có cấu hình là Intel Core i7, RAM 16GB và SSD là 256GB. Dòng này thì nó sẽ có một cái hiệu năng cực mạnh cho chúng ta để sử dụng những cái phần mềm mà chúng ta cần chỉnh sửa video hoặc là quay dựng. Với cái máy này thì chúng ta sẽ có kích thước màn hình là 15,4 inch Retina, độ phân giải là 2280 nhân với lại 1800 pixel và chúng ta có cặp màn hình rời rất là thích hợp dành cho những bạn nào mà phục vụ cho những cái công việc đồ họa. Chiếc máy này thì nó cũng đang chỉ loanh quanh khoảng tầm 30 triệu hơn một chút thôi, đã có một mức giá khá là tốt rồi. Mình nghĩ rằng là cái máy này ở thời điểm khoảng tầm 1 năm trước giá của nó phải khoảng tầm 40 mấy triệu cơ, hiện tại nó đang có mức giá khá là tốt rồi. Rất tốt dành cho những bạn nào mà muốn sở hữu nó để về sử dụng những cái công việc hàng ngày với một cái màn hình kích thước lớn. Tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm mà các bạn phải chấp nhận. Thay vì những cái chiếc máy mới mà mình vừa giới thiệu thì đây là một chiếc máy cũ đã 4 năm tuổi rồi. Thì đâu đó một số cái phần cứng nó cũng sẽ bị chậm theo thời gian. Và đặc biệt là với máy cũ này thì sẽ được chế độ bảo hành là tại cửa hàng Mac One trong vòng 6 tháng mà thôi. Còn tất cả những chiếc máy mới kia thì chúng ta sẽ được bảo hành 12 tháng chính hãng Apple nhé. Và vừa rồi là một số các cái mẫu laptop cá nhân để chúng ta có thể mang đi mang lại nhiều nơi. Và tiếp đến sẽ là phần máy cố định, đó là chiếc máy để bàn. Thì chiếc máy đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là chiếc iMac 2021 có màn hình lên tới 24 inch và có chip là M1, RAM 8, ổ cứng 256GB. Hiện tại thì đây là một chiếc iMac mà mình nghĩ rằng là nó sẽ có một cái mức giá mà vừa phải nhất khi mà chúng ta muốn trải nghiệm một cái dòng iMac mới nhất đến từ Apple. Và giá này thì cũng đã bao gồm cả bàn phím và chuột rồi nên chúng ta không cần phải mua thêm bất cứ một cái thiết bị gì. Và đặc điểm của cái iMac đó chính là một cái thiết bị all-in-one, tức là tất cả phần cứng thì nó đều được tích hợp ở trong cái màn hình, nó rất là gọn gàng cho cái góc làm việc của các bạn. Và thực ra là đây cũng là một cái ước mơ của mình là sẽ được sở hữu một chiếc iMac này để sử dụng ở văn phòng. Hiện giờ thì mình vẫn chưa có. Và nếu mà chúng ta không thích iMac, chúng ta thích một cái thiết bị nó nhỏ gọn hơn và các bạn là một người mà tùy biến cao muốn sở hữu bàn phím này, chuột hay là màn hình theo cái phong cách cá nhân của chúng mình thì chúng mình sẽ lựa chọn cho mình một chiếc Mac Mini cũng là năm 2020 với option là RAM 16, ổ 512 hoặc là 1T thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 30 triệu.
thì lựa chọn một con Mac Mini như thế này thì chúng ta sẽ có thể tự do tài chính ở những khoản khác, để chúng ta ví dụ chúng ta sẽ chọn cái con chuẩn mà nó phù hợp với lại cái ngành của chúng ta. Ví dụ như là các bạn design hoặc Photoshop chẳng hạn, dùng cái con Magic Mouse của Apple thì nó sẽ hơi bị mỏi tay trong quá trình dài, thì anh em thì thường là chọn những cái con chuột của hãng bên ngoài. Và bàn phím cũng vậy, nhiều anh em cũng không thích cái bàn phím Magic Keyboard của Apple vì nó không có cái hành trình phím khá là tốt như là một số cái bàn phím cơ ở ngoài thị trường. Và tương tự với màn hình, những người mà cần sử dụng một cái màn hình lớn hơn 24 inch chẳng hạn, hoặc là cái màu sắc hoặc cái độ sắc nét nó cần theo một cái tiêu chuẩn nào đấy, thì chúng ta nên sử dụng cho mình một chiếc Mac Mini này để chúng ta có thể kết hợp cùng với các phụ kiện khác theo ý thích của chúng ta. Ok, và trên đây là một số các cái mẫu máy mà mình giới thiệu cho các bạn trong tầm giá khoảng 30 triệu, cả là laptop cũng như là máy tính để bàn, thì chúng ta lựa chọn trong cái khoảng giá cũng như là cái nhu cầu mong muốn của chúng mình. Và bây giờ thì mình xin được phép gửi lời chào tạm biệt tới các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.